Đúng, tại sao đúng? Tại vì uống sai bây giờ nè, uống sai lái xe có đụng đau. Mà ở Mỹ cho uống rượu không? Có cấm bán rượu không? Và có hạn chế bán rượu không? Có hạn chế là mười mấy tuổi mới được uống. Nhưng mà uống mà nó đưa cái nồng độ lên á, mình thở ra mà cái nồng độ nó cao á, hơn cái tiêu chuẩn của cái ủy ban nào đó, thì nó bắt không? Nó gọi là gì á? Đi WA. Phải không? Phải đi, phải không? Mà nó hửi chứ. Có biết chưa? Ta thấy cái ở cái bản đi gió nè. Đi WA phải không? Dạ. Ờ sao vậy, là cái bản ở New York nó sai đó. Thầy đi qua, đi ra bản ở New York thấy được đi WA, thầy thấy ở trên New á thì đi WA gọi là đuôi á. Uống rượu đâu thấy được đâu không đuôi. Tại cái chữ đó á, thầy thấy là lúc mà cái thằng gì, à, thằng gì mà đánh góp á, thằng Tiger gì đó, tay Wood, tay Vời gì đó, thì nó gọi chữ đuôi. Mà thầy đi trên đường nào có gì không tin, vậy là phải mốt phải nói chính phủ ở New York sửa lại, chính quyền New York sửa lại vấn đề đi WA, mà thầy nó kỳ vậy. Hai cái được, cái nó đề hai dấu chấm, cái đề tờ rét là bắt, đúng không? Bây giờ tôi nói đó, cái gì không tin rồi, có thầy cười tin lắm á, tinh tế lắm á. Hai thầy đi ngoài đường thầy còn coi cái này cái kia đó. À, thành ra mình uống rượu mà quá nồng độ thì sẽ bị bắt, vì nó có thể gây tai nạn chết người, đúng chưa? Việc giúp đỡ ông già lái xe nhớ nha. Ra nói anh nói thì chữ tôi dốt mày vậy, chữ đó sai rồi. Rượu là rồi bây giờ đó, vậy là có quyền uống rượu, nhưng mà mình bệnh uống rượu không? Có thuốc rượu để chữa bệnh, cho nên Phật cho uống mà. Nhớ mua được các kè đủ cho nó hết đau lưng. Thấy không? Mình rượu gấp ngậm xong rồi cho nó mạnh mạnh lên. Nhưng mà nhớ đó là uống phải có cầm chừng, không được quá sai. À, nghĩa là mình phải tỉnh táo, có thể kiểm soát được mình, để tránh những trường hợp xấu. Rượu lại làm nhân sanh ra các tội lỗi. Thử xưa có một vị cư sĩ phạm giới rượu, sai xưa mà các giới đều phạm cả. Cái gì chói, cái gì cũng nói láo hết rồi, đầu sanh chứng bậy rồi ăn cắp nữa. Uống rượu không phải sát hại trộm cắp, xong trong kinh Phật dạy uống rượu có 10 điều tội lỗi. Thứ nhất là tâm tán loạn, của cải đời mất, rượu xỉn rồi bóp rớt nữa. Thứ hai là thân hay thân tật bệnh, uống sai quá thì nó làm gì đau gan đó, hoặc là sanh bệnh khác. Thứ ba là tăng trưởng lòng giết hại, vì hả uống rượu phải có mồi, mà có mồi thì phải kiếm mồi ngon. Thứ tư là tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự tranh đấu, nghĩa là uống rượu được cãi nhau, nó vừa có tập vậy đó. Thứ năm là trí tuệ kém dần kém, bởi vì mình uống rượu thì cái óc mình nó sẽ bị nhiều ngày nó bị giống như cái chất rượu làm cho mình bị yếu đi, không có nhanh nhẹn được. Thứ sáu là phước đức tiêu mòn. Thứ bảy là sự nghiệp chẳng thành, người sai tỉnh đâu có làm gì nổi. Thứ tám là thêm nhiều sự buồn khổ. Thứ chín là khổ nhục con cha mẹ vợ con. Thứ mười là thân mạng đoạn chung, đọa vào địa ngục chịu khổ đời đời muôn tối. Tại mình xỉn quá rồi chết, mình không có niệm Phật được, hay là không có tỉnh táo được, cho nên sẽ bị cái quả báo đó. Không uống rượu có lợi ích gì? Không uống rượu tức là trái lại những điều tai hại vừa đó trên. Phật đi cấm uống các thứ rượu làm sai mê người, trong cũng có khai cho khi nào bệnh nặng uống các thứ thuốc không lành, thầy thuốc bảo phải cần có rượu dòng thuốc uống mình mới lành thì được tạm dùng đến khi mạnh thì thôi. Nhưng trước khi vậy mình cũng bài không hỏi bệnh gì cũng nghiệm, con bệnh quá trời này ơi, hỏi bệnh gì còn phải uống thuốc, hỏi gì bệnh nghiệm, thì trong đây nói rõ ràng là chuyện nào hết bệnh thì thôi. Nhưng mà cái đó đâu thường được nha. Nhưng trước khi uống dùng cần phải cho người ta biết, hay là mình phải làm cảnh tỉnh với mình. Tại đây biểu quá, khi đậu rượu không vô cho thầy biết, vài bữa chạy vô thầy là cô uống rượu quá, không được nha. Vậy người biết giữ năm giới được những lực sự lớn, người không biết giữ năm giới có hại như thế. Thầy đã giảng cái gì rồi, cái gì hiểu chưa? Năm giới, giới thứ nhất không được sát hại, nghĩa là có quyền ăn mạng nhưng mà không có được quyền giết, nhất là những con vật to. Điều thứ hai là không được gì nữa. Thứ hai là không được trộm cắp, nghĩa là không có được dối người để lấy cái của gì mình được rồi, không có được đi gọi là làm cái gì có lợi
mà người ta không cho phép. Giống như là đi trễ vậy đó. Thứ ba là không được tà dâm, là phải tránh dâm, là phải một vợ một chồng. Thứ tư là không được nói dối. Thứ năm là không được uống rượu, năm giới đó.